chào các bạn, hôm nay là các bà hiền mẫu của giáo xứ Thọ Thành đang chuẩn bị những cái vật dụng như là nếp, thịt heo và có đậu xanh. Đây là các sơ ở giáo xứ Thọ Thành. Các bà đang chuẩn bị nếp nè, thịt heo nè, đậu xanh nè. Nè, chụp mấy cái hình này nè. Đó, có đậu xanh nữa nè. Có thịt heo nè. Có nếp nè. Để gói bánh tét. Đó, có các sơ cùng tham gia với các bà. Đây là hành tỏi. Hành để làm gia vị thịt heo, gói bánh tét. Dạ, con chào bà. Dạ. Hôm nay ở giáo xứ Thọ Thành mình có cái chương trình gì mà con thấy là chuẩn bị là nếp nè, thịt heo nè, có đậu xanh nè, để làm cái gì bà ha? Ngày hôm nay là coi như là cũng giáo xứ tổ chức để gói bánh phát quà cho người nghèo và đồng bào. Thì giáo xứ chuẩn bị ngày nay để gói bánh thôi. Tức là giống như là mình làm cái lễ hội gói bánh tét để tặng cho người nghèo. Tặng cho người nghèo. Cái gói bánh tét này là ở giáo xứ mình gọi là cái phong tục truyền thống hàng năm đều làm như vậy bà hà? Thì hàng năm thì cũng hàng năm thì cũng quan tâm tới người nghèo. Thì coi như là cũng có 5 gói và 5 quà khác. 5 gói bánh thì còn những cái quà khác nữa. Tức là mình vừa gói bánh tét rồi và kết hợp với những cái quà khác để tặng quà cho những người nghèo. Người nghèo và đồng bào. Dạ, rồi con cảm ơn bà nha, chào bà nha. Dạ, xin chào. Đây là lá chuối để gói bánh tét, các bà đang chuẩn bị lá. Đây là các bà đang chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh tét. Bà ơi, đây khi mà mình gói bánh tét á thì nó gồm có những cái nguyên liệu nào bà ha? Bánh tét là nếp. Nếp. Thịt. Rồi thịt. Đậu xanh. Đậu xanh. Gia vị. Dạ. Đây là những thịt heo nguyên liệu. Các bà đang chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh tét. À, có cần dao con để lấy hành cho em về lấy. Lấy dao cái thịt thôi chị ơi. Lấy dao cái thịt, lấy dao. Vừa thôi được cái gì quá. Đằng nào cũng phải nát. Bây giờ tiêu là sao? Ai, sao không có miếng thịt? Người là đồng bào chúng tôi chỉ ăn vậy thôi. Thịt heo. Thịt lợn. Thịt lợn. Đấy, từ đó một lần đang làm gì mình gấp lại vậy. Cả cái giả ra cái giả nếp nè. Chắc mình phải kêu vào này đủ không? Quản lý thôi, con sẽ là
con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà bên muôn người mà thôi.
gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà đang đào làm lo chuẩn bị bỏ bánh tét. Đây gọi là chuẩn bị là nổi lửa. Nồi bánh tét, khiêng nồi bánh tét, khiêng nồi và đào làm một cái lò để nổi lửa. Đây là phát quà đó, phát quà đó đó. Đây là bánh tét mà các bà đã gói xong rất là nhiều. Đây là những cây bánh tét. Bánh tét được các bà gói rất là cẩn thận, nhìn rất là đẹp, tròn đều ha, rất là tròn đều.
cây bánh tét. Đó là mời cha nổi lửa lên và khai mào để nấu bánh tét khai xuân. Dạ. Nồi bánh tét Tết yêu thương. Thường mà mình nấu bánh tét như vậy là khoảng mấy tiếng đồng hồ anh ha? Nếu thường thường là mình nấu á, thường như mình nấu thường 3 ngày tết mình nấu á thì khoảng được 12 tiếng. 12 tiếng là mới chín. Đó là anh đỡ được vài ngày. Ví dụ là tiêu của nó nha, là từ qua ngày sau. Sáng ngày sau mới chín được. À mình để vài ngày, còn nước nó còn chín nhưng mà ăn nó bao nhiêu. Đây là còn cái, nếu mà nấu cái thùng này thì đồ bánh ép như thế này thì bỏ làm thứ gì cho phải 15 tiếng. 15 tiếng sẽ chưa chắc là chín được. Đây là nồi bánh tét. Tại vì cái này độ sâu nó đúng. Cái này coi gì vậy là tôi phải tình Tết yêu thương. Nồi bánh tét gọi là tình Tết yêu thương. Với số lượng là 130 cây bánh tét. Nấu được khoảng 5-6 tiếng rồi. Nồi bánh đã sôi sùng sục rồi đây. À, các bác ngồi trực bánh tét đó. Thường là truyền thống của Việt Nam là gần Tết là nấu bánh tét là phải có người trực. Đây là ba bác ngồi trực bánh tét, nhưng mà ngồi trực bánh tét vẫn vui. Đó. Đây đây là niềm vui của các bác đây. Đó. Rồi, xin mời các bác nha. Rồi. 2 3 vô. Này chúc các bác này nấu bánh tét là cho nhanh chín cho ngon này, cho các
mà mình làm mạnh thường quân cho các bà con nghèo, bà con hộ những chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình. Đây đều có một năm mới sức khỏe dồi dào. 2 3 À, họ xin hỏi các bác là đêm nay mình trực tới khoảng mấy giờ mình mới được nghỉ đây? Như vậy đây chính thức là xếp bắn lên nữa, là xếp bắn lên bà sáng là tắt lửa, 3 giờ sáng tắt lửa, 5 giờ sáng khi nước vui, 5 giờ sáng bắt đầu mình ra bắn. Đó là dự tính của các bác là khoảng 3 đến 5 giờ sáng là bắn thì mới chín, thì lúc đó mới vớt ra. Và vớt ra để cho nguội mà khoảng 7 đến 8 giờ sáng ngày mai là đi chia sẻ cho những người khó khăn. Rồi, chúc các bác sức khỏe nha, có sức khỏe. Gần 9 giờ khuya là hồi gia trưởng đã châm nước vào nồi bánh tét. Hiện tại là đội nấu bánh tét là vào cái thời điểm là 10 giờ nhưng vẫn đang trực, lửa vẫn cháy, nồi vẫn sôi. Nồi vẫn sôi. Đó là hiện tại là 10 giờ. 10 giờ nhé các bạn, 10 giờ. Đó, lửa cháy vẫn bùng bùng. Nồi bánh tét thì sôi ùng ục. Nhưng đồi nấu bánh tét rất là gọi là hừng hực khí thế. À, đây là các anh em ở giáo xứ Thuận Hiếu có đến. Dạ, có đến giáo xứ Thọ Thành cùng chia sẻ niềm vui. Đó, đây là gọi là nồi bánh tình thương, Tết yêu thương với tất cả các anh em trên giáo xứ Thọ Thành. Rồi, chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Các bạn, hôm nay là hiện tại là đã 11 giờ. Đã 11 giờ đêm. Thì có hai chú đã châm nước vào nồi bánh tét. Đó, lần thứ 6. Và hiện tại bây giờ là 11 giờ rồi. Đó, đoàn gia trưởng rất là nhiệt tình. Mặc dù đêm đã khuya nhưng mà vẫn cứ trực châm nước vào nồi bánh tét để cho cái bánh tét nó chín đều. Đó, để ngày mai bánh nó chín để mà trao tặng.